Chào tất cả mọi người nhé. Hiện nay mình đang có mặt tại một dãy phố, là dãy phố gần như là đông sầm uất nhất của cái ẩm thực Lạng Sơn các bạn nhé. Các bạn xem thì đây là ở phố ẩm thực, gọi là chợ ẩm thực đường Bắc Sơn các bạn nhé, đường Bắc Sơn của thành phố Lạng Sơn. Các bạn đang thấy đây rất là đông đúc, xe cộ đi lại và các quầy có rất nhiều những cái món được bán ở đây luôn các bạn nhé. Ở dưới kia thì là vịt quay này, trên này thì là cũng là vịt quay, có cả lợn quay các thứ các bạn nhá. Đó. Bây giờ là khoảng 6 giờ kém thì rất đông các bà nội trợ đi mua rau để cung cấp cho bữa tối cho gia đình nhá các bạn nhá. Đấy, còn các bạn mắt mình đây chính là một cái quán quầy thịt chó 7 món các bạn nhá. Đây cái ảnh đây này, thịt chó 16 món. 16 món à? 16 món. Đấy, 7 món đây các bạn nhá. Mình không đọc tên các món ra nữa bởi vì là nó ở trên màn hình đây hết rồi các bạn ơi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào đây chi tiết từng món đây các bạn nhá. Chân chó nhá. Đấy, đập vào mắt mình đây là bà chị mài dao rất điêu luyện. Chân chó rất là mềm, còn đây là món hấp. 250 tiền thịt. Có dần nghề không đây chị? Anh có ai ăn thịt chó không anh? Có đấy, mỗi lần đấy là hai. Anh ơi, cái này là ba chỉ, cái này là vai đấy, cho mình luôn. Nó liên tục ấy, ăn mạnh. Đấy. Đây là món gì chị thử nói chuyện giới thiệu qua tí cho làm chị. Anh ơi, cái này là thịt hấp anh ạ. Thịt hấp. À, thịt chó hấp à? Anh ơi, cái này nó vào 250 à? À. Giá cả vẫn cũ à chị? Vâng, giá cả vẫn như thế thôi anh ạ. Tưởng là vào mùa đông rồi, thay đổi một chút. Rất là ngon. Này là 1 đĩa 2 anh. Ừ. Đầy đấy. Cứ mỗi lần mình đi qua là thấy cái quầy này là thu hút người hơn hẳn các bạn ơi. Làm 2 đĩa đi nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng món cho các bạn nhá. Từ từ các bạn nhá. Không lạ. Đấy, đầu tiên nhất là cái món thịt chó hấp này. Còn nóng nghi ngút luôn các bạn ơi. Đó. Anh em cứ thử mấy đây anh ạ. Cái bên này đầy. Cho mấy nhiều mà chứ anh? Cái anh đây là chồng của chị hay như nào? Không ạ, anh là khách thôi. À, khách à? Ê, đứng đấy, đứng từ nãy giờ rồi. Khách đến mua thôi mà. À. Thế chị bận quá là hộ vào. Đây xong ngay đây mà anh. Ôi, nhìn mà rồi. Chị vẫn xong rồi. Nhìn Thái kìa, con thoát luôn các bạn ơi. Phê luôn, nhìn kiểu Thái này rất là phê. Ok ok. Cậu bán thế nào chị? Anh ơi, cái này 30.000 một nạng. Từ lớp em bỏ hết xương rồi. Cái này là 150 một cân, hỏng rồi, tim gan tổng hợp. Cái nồi kia là nồi mặn là 250 một cân. Cái đấy cân xin thịt xong trong nước mà anh ạ. Đấy. Anh làm không anh? 50.000 làm đúng không? Ờ, là rồi thôi. Rồi không thế hả? Hôm nay thế có một mình thôi hả chị? Vâng. Nhưng mà một khi có mẹ chị nữa cơ mà. Vâng, cuối tháng thì ông bà mới ra hộ. À. Thế 100 hấp đây là 33.000 rồi nhé. Vâng, vâng. Rồi không? Anh thấy rồi không? Rồi không đây. Đây là món rồi nha các bạn nhé. Anh ơi, để riêng đi anh. Anh buộc cái đấy vào cho em xong cho đấy. Em cái đĩa nữa nào. Quay bà chị thái nốt tất cả các món này cho các bạn xem. Ăn thoát luôn. Chị bán đây là đứng đây bao nhiêu năm rồi chị? Hơn chục năm chưa? Hơn chục năm rồi. Các thời đấy bây giờ chắc là có mỗi nhà chị bán nhỉ? À, nó chưa đông như này đúng không? Hơn 10 năm trước mà lại. Món gì ra? Đây, đây là món dựa mận này các bạn này. Thử thử múc muôi xem các bạn xem nhé. Anh ơi, anh làm đến trước nhỉ, em lấy nhỉ? Sao em 70.000 thịt, 30.000 rồi. Đấy, món dựa mận đây các bạn nhé. Tuyệt vời. Đấy là một đĩa tổng hợp anh nhá. Vâng. Canh măng dừa mận thịt nước ạ.
Đây, trả lại cái thìa mua cho bà chị. Phê luôn nhỉ. Anh lấy gia vị hộ em luôn cái. Chào bà chị nhá. Vâng, vâng, hai anh về ạ. Rồi, hai anh đi, anh về đây. Vâng. Không hổ nữa anh. Đứng hổ tí nữa. Cái nhà có mồi rồi. À đấy. Cái này là cứ lấy phải đi kèm cái này chị nhỉ? À, đây là cái xả hả? Xả. Riêng xả đúng không? Anh em cho hổ nó vào đây nhá. Vâng, vâng. Rồi tổng hợp kim gian cho ngon đây nhá. Không, lấy mồi thôi. Cứ lần lượt. Đây là món... Hay nặng đây. Em để vào mắt. Một mình bán hơi chật vật đấy chị nhỉ? Nhưng lúc mà đông này cuốn nó lên luôn. Anh em gửi ạ. Đổ hết gia vị ở dưới rồi nhá. Có anh em đi làm 100 là 30. Rồi cẩn thận chứ anh. Không rồi. Đấy, chia sẻ các bạn là cái quầy này rất là... Chứ như này là một ngày chị làm bao nhiêu con chó có đếm không ạ? À, thì thấp á. Thì thấp thì em chỉ làm 2-3 con này thôi. 2-3 con. Chứ làm chân mới làm dấu nhiều. À, chứng tỏ cái này bán còn nhanh nhiều ấy nhỉ? Nhìn thì chó ngon đấy. Anh em sao rồi vào đây nhá. Rồi thôi. Rồi thôi. Rồi thôi. Cái sao mà lên đi tivi đấy. Tiếng khi có cơ hội lên nổi tiếng anh. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đây là hơi nóng tỏa lên ngột luôn này nhá. Wow. Thế luôn các bạn. Đây này, bây giờ sẽ giới thiệu cái món tiếp theo cho các bạn là món chân chó. Cái này còn là móng chứ nhỉ? À, cái này chân anh ạ. Chân hay là móng? Chân móng vẫn là nhà cô ấy. Chỗ thì gọi là chân, chỗ gọi là móng. Gọi là chân móng đúng hơn các bạn nhá. Đấy, cái này đây là món thứ 3 này các bạn nhá. Thứ nhất là món đây chó hấp này. Thứ hai là món rượu mận. Thứ ba là món chân. Thứ tư là lòng dồi. Thứ năm là măng. Thế còn hai món ở đâu chị? Gan đây à? Tim, gan, dạ dày với này à, đấy là hai món nữa phải không? À, cái này chỉ ăn với thịt hấp đẹp không? 50.000 bạc. Đấy, một mình bà chị đứng quầy nhá, chỉ có cuối tháng này có ông bà phụ tá một chút thôi. À, đây xem tí cái canh măng của chị nhá, nhìn măng rất là sướng luôn. Cái này là chắc bán theo bát chứ nhỉ chị nhỉ, đúng không? Bán theo bát thế nhỉ. Xương chó với măng nhỉ, ninh nhỉ. Cái này 50 đúng không ạ? Không ngủy tay nào luôn các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bình thường chị bán đến mấy giờ thì là về nhà hả chị? Chắc là hơn 8 giờ anh ạ. Hơn 8 giờ à? Thế là chiều mấy giờ ra đây hả chị? 4 giờ anh ạ. Hôm thì sáng 3 giờ. Là cứ 3 rưỡi đến 8 giờ, hơn 8 giờ hơn mới về nhá. Nói chung là cứ phải tầm đấy hết khách thì mới về được nhỉ. Đấy, một mình này. Bắt 20 thôi cô nhỉ? Rồi, 20. Đấy. Bây giờ đến lượt chị. Chị có hay mua thịt chó ở đây về ăn không chị? Chó hàng nhà này ngon. Dạ? Hàng nhà này bán thịt chó này ngon. Vâng. Thêm gì không ạ? Lấy cái này 30. Cái kia là 50.000 hả? Ờ, tổng hợp. Tất cả các món ăn là hấp và hết. Thế nha các bạn nha, cái clip của mình quay chia sẻ cái gà thịt chó Trung Tuyến các bạn nhá, ở đường Bắc Sơn thì xin được khép lại ở đây thôi. Các bạn nếu mà ở Lạng Sơn á, có thể là thành phố, nếu mà có nhu cầu thì có thể qua đây để ủng hộ chị nhá. Thịt chó rất là ngon. Thật sự là các món này rất là ngon các bạn ạ. Tí nữa thì mình cũng sẽ làm một tí về ăn cơm nhá, bởi vì mình hay mua đây nhiều. Đó. Cái địa chỉ này là ở đường Bắc Sơn. Đây này các bạn này. Ở đây có cả số điện thoại ở đây luôn nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Có cả số điện thoại của chị luôn. Chứ từ trưa mình làm có hàng rồi chứ phải không chị? Trưa mình có phải gọi điện chứ nhỉ? Vâng, buổi trưa mà khách mà muốn ăn là có nhu cầu ăn là em ship ạ. À thế ạ. Vâng, vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa ra lẻ tẻ mọi người đứng không bỏ. Đây nhá các bạn nhá, clip của mình xin được dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.